mình sẽ cho các bạn xem những đôi giày mà G-Lab bán nhưng cấm người mua mang. Thì bây giờ mình sẽ qua đó coi. Nhưng mà trước khi đi qua G-Lab thì chúng ta sẽ xem một số thứ mà các nhãn hàng ở Việt Nam tặng cho mình. Đầu tiên đó là khi mà mùa hè tới rồi thì chúng ta cần có một đôi sandal hoặc một đôi dép. Như các bạn có thể thấy coi vlog của GTV ngày xưa thì các bạn biết là mình rất là thích mang Birkenstock. Lý do mình thích mang Birkenstock á, không có lý do, nhưng mà vấn đề là tại vì mình thích lắm. Hồi đó Birkenstock không có ở Việt Nam, cho nên mỗi lần mua là phải đặt ở trên mạng Amazon rồi hay là đặt trên web của Birkenstock hoặc đặt trên một số trang web khác bên Mỹ, phức tạp lắm. Còn bây giờ tự nhiên nó có ở Việt Nam rồi và tự nhiên không biết tại sao Birkenstock, hình như thế chắc biết mình thích Birkenstock là sao, tặng cho mình hai đôi luôn các bạn. Đôi này là đôi dép mùa mưa, cho nên là thành ra là chúng ta có thể vừa mang đi ngày nắng và vẫn mang đi ngày mưa được ha. Nhìn dễ thương ghê luôn á. Dép này hồi nãy anh nói với Hải xong là ta, à dép này là dép giống của mình, có cảm giác là cái tên dép này dép gì ta. Ở phía sau cái hộp Birkenstock á, thường nó sẽ ghi những cái loại mà các bạn có thể mang được. Ví dụ như cái form này á thì nó gọi là form ở đâu rồi ta? Ai chà. Form này gọi là form Boston. Tại sao cái đôi Boston thì ở trên cái hộp lại không có, xin lỗi quý vị khán giả. Hồi nãy tự nhiên bạn che cái nó không thấy, giờ mở lên. Form này là form Boston nha. Form này là form Boston. Thì ở cái form Boston thì các bạn nhìn hồi nãy nói là đôi giày này rất là giống với lại đôi giày của những cái vị quan đại thần trong phim Hàn Quốc mà mình hay coi. Tự nhiên sao mấy thanh thấy giống đó các bạn. Đây là form Birkenstock Boston. Bằng nhựa, đi mua được. Tiếp theo cũng là một cái form dép, cái này nó quá nổi tiếng rồi, coi không cần phải nói nữa. Cái form của cái này tên gọi chính xác của nó là Arizona. Cái này bên hãng Birkenstock nó là chắc ra làm vài trăm năm mà vẫn bán được đó, thì chắc 1000 năm tới vẫn bán được, thì là không nên. Mà rất là nhiều những cái hãng khác như là những cái đồ ê nhân mấy cái hãng mà của Nhật tên nhiều quá, người ta bán ngoài đầu đường tên nhiều quá này. Mumisa gì biết không? Miso gì đó. Miniso gì đó. Nó cũng có làm cái dép này biết không vậy? Thì chắc nó cũng được. Lấy cảm hứng. Từ đôi dép Birkenstock Arizona. Cái điểm đặc biệt nhất của đôi dép này á là đi mua nó sẽ thúi. Phải giữ kỹ lắm nha, tại vì thật ra là nếu mà thật ra dép Birkenstock thì mình đi mình cũng quan tâm lắm, mình là một người xài Birkenstock theo kiểu cục súc á. Mưa nắng gì cũng đi quăng về dục, và tại vì mình biết là Birkenstock nó bền. Cá nhân mình mang thấy nó bền lắm, đôi Birkenstock này mua được 3 năm rồi, tới giờ vẫn mang không. Và đặc biệt là bây giờ sandal mà có vớ nữa, nó đang là trend, cho nên là từ xưa ta đã mang rồi. Nó có một cái áo của Virgil Abloh hay lắm, những thứ mà mày thích á, tao thích cách đây 5 năm trước. Cái điểm đặc biệt của Birkenstock là make in Germany. Giống như mình đang chạy một chiếc xe BMW vậy đó. Thank you Birkenstock. Đẹp. Đẹp quá. Đẹp đúng không? Sao? Đẹp không? Biết nhiêu tiền không? 3 triệu. Mua không? Không, 1 triệu mấy à? Nhìn em. 1 triệu mấy chiếc anh? 1 triệu 2, 1 triệu 2 một đôi. Cái này bằng nhựa nên là nó rẻ. Chứ nó bằng chất liệu giống như mấy đôi của Kid Unify cũng có làm mẫu này nè, rồi Sushi cũng có làm mẫu này nữa, tại mẫu này Boston rồi đỉnh nè. Dép rock rồi, anh đâu mang dép rock đâu biết. Với lại cái tuổi anh không mang dép rock được. Dễ thương quá ha, nhìn xinh dễ sợ luôn á. Rồi, hè mang cái này đi thì nói gì nữa. Quá thật mình dài không? Quá thật mình dài, để dưới lại thân giới là đẹp hay chưa. Còn này, mang này nó sẽ dài. Mày nhìn giống dài của mấy cái ông đại thần trong phim cổ trang của Hàn Quốc á. Hạ thần bái kiến điện hạ. Nhớ nghe điện số lại nha. Đây là những đôi cu bì. Này phải chú bì, này cho đền. Này muốn cho đền luôn. Sao ta? Ui.
không biết bắt đầu từ đâu luôn á. À, nhưng mà khi mà các bạn thấy cái hộp này là các bạn đã biết là tuổi đời của những đôi giày nó không còn mới nữa rồi. Để mình coi cái năm sản xuất nó có ghi trên đây không. Rồi đây, thôi mình bắt đầu đi ha. Đầu tiên, Zoom Kobe, đôi Kobe 4 màu Laker, không nhớ màu Laker màu gì nữa. Nhưng mà đây nha, cái tạc của nó là cái tạc cũ lắm rồi. Và đây là đôi sản xuất năm 2008. 2008 thì bây giờ chỉ có thể là cầm, nhìn, ngắm, thử thôi, chứ đừng mang, mang là nát hết. Nên thành ra là khi mà có khách tới á, họ ký gửi cái đôi này á, thì chị Lá cũng nói trước là đôi này á, khi mà bán cái hàng á, cũng sẽ nói là chỉ có thể mua làm vật kỷ niệm thôi, trưng bày trong nhà thôi, chứ không có mang. Bán dài nhưng mà cấm mang, nó là vậy. Đây là Kobe 4 á, sang 12 này, rock day ha. Trời ơi, cái anh mà ký gửi cái đôi này á, ảnh là một trong những thần kinh dài mà lúc mà thần kinh dài còn chưa có thần kinh dài nữa. Tức là ảnh mua những cái đôi Kobe này rất là lâu và ảnh mua nhiều rồi, và ảnh không mang, đã stock hết luôn. Ảnh trưng trong phòng máy lạnh luôn. Nhiều khi ảnh nói ảnh với vợ ảnh á, ngủ ở phòng khách á, ngủ không có máy lạnh á, chứ dài này ngủ máy lạnh á. Trời ơi, quên tên rồi, nhưng mà đẹp quá. Không biết tên, nhớ tên gì nữa. Nhiều tên á. Đẹp quá. Đây là cái màu mà mình nhớ tên. Tại vì mình rất thích cái màu này. Đôi Kobe 4 này mang tên là Lower Merion, là cái trường cũ của Kobe. Kobe 4 đẹp quá. Đẹp tuyệt vời. Thật sự luôn. Này Jordan này. Jordan này. Nhìn hộp Jordan này là chắc chắn là không thể nào mang được rồi. À, này Kobe 5. Kobe 5 thì cũng thích, nhưng mà cũng không thích lắm. Ôi, nhưng mà này đẹp quá. Kobe 5. Này sản xuất năm bao nhiêu đây? Chắc 2009 quá. Ừ, 2009. Tại này 2008, chỉ này 2009 thôi. Quá đơn giản. Cứ gì? Đẹp quá. Mình không nhớ tên hết mấy cái này bạn ơi. Giờ tuổi già sức yếu sao nhớ tên nổi cái này. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ của Nike với lại Kobe là từ khi mà Kobe mất rồi thì không biết là cái license mà sản xuất tiếp dài cho Kobe thế nào, nhưng mình không thấy có phát hành gì mới hết, cho nên là mình nghĩ là chắc là ngưng rồi. Nhưng mà nay chắc là Nike họ vẫn sở hữu một cái điều khoản gì đó, cho nên là họ chỉ ra những cái sản phẩm BE cho những cái cầu thủ của Nike, cho ví dụ như DeMar DeRozan, Anthony Davis này. Nói chung là những cầu thủ nào của Nike thì họ vẫn có những cái phối mặt BE của Kobe, nhưng mà Kobe dành cho những người chúng ta thì nó không có. Ví dụ giờ ra là Blue Marin mua liền chứ. Trời ơi, quá trời đẹp luôn, nhìn đi, đẹp tuyệt vời. Hoặc là nếu bây giờ họ có thể thay cái nhựa này bằng da lụa hoặc là bằng một chất liệu gì đó không phải nhựa này, thì nên khi đôi này đã cho một đôi lifestyle cũng đẹp chứ, đúng không? Rồi giờ thử qua những cái đôi dài mà cũng bán như cấm mà. Đẹp quá ha. Cái shape ngày xưa thẳng băng, mũi nhọn chứ không có phòng tròn lên như bây giờ. Và mình rất là thích cái shape này. Hình như cái này là năm 2009 hay sao ta. Này, này năm mấy đây. Cái tạc này nó để những cái vị trí cũng khó coi ghê. Ta cứ coi là 2009 đi. Phải 2009 không ta? Chắc 2009 còn hồng chỉ năm 2011 gì đó. Quá trời đẹp. Colombia đúng không ta? Ủa này Colombia đúng không ta? Tự nhiên quên tên rồi, biết không? Nhìn mặt nó cũng biết rồi. Đúng mấy thằng thần kinh dài. Yếp. Cái đâu này thì đã mang rồi. Này giá nhiêu ra? Cái tạc đâu? À đây. Đôi này thì sản xuất 2012. 2012 bây giờ là năm 2022 rồi đúng không? Là nhiêu ta? Nhiều năm, 10 năm, 11, 12 năm gì đó. Sao mang được? Chúng ta được trưng bày thôi. À đây. Đây là phát này thì quen với các bạn rồi, không có gì lạ. Nếu mà dân chơi thì chắc là vẫn còn biết thôi. Nhưng mà được cái là bây giờ mà còn desktop thì nó là câu chuyện lạ. Đây là một trong những đôi Air Jordan mang ngon mà vẫn còn đẹp. Chứ giờ mình thấy Jordan
31, 32, 33, 34, 35 thì mình thấy hết đẹp rồi. Nhưng mà 29 là vẫn còn đẹp. Thì bát này là bát Pantone, đúng không ta? Hồi đó mình cũng có một pack đi chang này luôn. Bây giờ tôi định họ không còn làm mấy cái pack này nữa ha. Không biết sao nữa, nhưng mà ngày xưa là khi mà dân chơi mà sưu tầm là thích mua đủ một pack đó. Và thường mà mua một pack á thì họ sẽ giữ cái đôi retro. Họ sẽ giữ những cái đôi cho được 11 số nhỏ, còn cái đôi số lớn thì họ bán. Giống như cái pack này ngày xưa mua 450 đô đúng không? Thì cái đôi trên đây là 400 đô, đôi trên 50. Wow. Rồi đó, xong rồi đó. Thì những cái đôi này đều là những cái đôi rất là đẹp. Cô Viện, Low American, Rock Day, Laker hay Home gì đó. Thì mình thích lắm. Mình thấy mấy đôi này là mình nhớ là cái thời mà thần kinh dài nó mới là thần kinh dài hay lắm. Tuyệt vời. Ủa Đạt, cái tờ vé đưa cho em rồi, thấy không? Ủa Đạt, cái đôi này là trong cái lúc ký gửi của bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau đôi này, đôi này chứ cũng không cho mang quá Đăng ơi. Đôi này từ chưa buông đế mà. Đôi này 29 tới giờ, 29 là Đăng mang vài bữa nãy buông nát hết rồi. Thì anh nghĩ á, nguyên cái pack này á là mình sẽ làm một content á, mình đăng trên Glab á là bán. Nhưng mà chỉ dừng lại là sưu tập kỷ niệm chứ không có cho mang. Đôi đẹp đâu vậy ta? USA Gold Medal. Đúng không? Đẹp. Đẹp không? Đúng. Anh là sẽ mua đôi này với là đôi Low American. Em mua đôi nào? Và tính tiền nha Năng. Giờ đưa thôi. Bây giờ chắc đem cái này lên trên lầu trưng bày ở ngay cái chỗ mà cô bị á. Đăng ơi, Đăng ơi, giờ anh trưng bày mấy đôi này ngay chỗ cô bị á. Rồi khách mà dụ tới có mua hay gì thì nói là không bán. Ê lộn, bán không cho mang. Tại vì đó là 29 rồi. Nếu anh chỉ thích cô bị, mê cô bị, sưu tầm, đây là vật trưng bày, desktop, mới tinh, mới cáo, trưng trong phòng ngủ, trong phòng khách, trong phòng làm việc đó thì chơi này. Còn nếu anh chị mang là em không có bảo đảm được cái đế nên không được mà đừng ha. Cho ok. Ủa, cái hộp của cái này đâu ta? Ở bên kho anh. Vậy chắc là lấy nguyên cái đống mà này nè. Thì chắc là chỉ có cái này là bán được thôi, đúng không? Dạ. Yeah. Cái này cũng đâu bán được đâu. Cái này cũng không bán được luôn. Khó. Tất cả những cái này đều là giá trị trưng bày. Chắc mình để trong cái khu trưng bày thôi. Dạ. Những người nào mua làm đồ kỷ niệm thì mình nói như người ta rõ ràng. Là có còn đôi cho được 11 nữa. Đôi này sao 11 nè, 7 triệu. Mua một cái kỷ niệm 7 triệu có liên quan tới Kobe Bryant cũng đâu quá mắc đâu. Chắc mình sẽ mua Low American. Tính tiền là Low American đi. Được. Được. Thì kia cũng cứ đem qua. Mỗi size một đôi thôi. Và xong mà trưng bày mới đóng lên cô Bình thôi. Còn những cái đôi nào á mà cô ảnh á mà cũng không bán được luôn á. Cứ không bán khác được. Cứ để để khu trưng bày đây. Xíu hôm qua anh chụp một tấm hình, anh nói là đây là những đôi dài của Lala bán nhưng khuyến khích khách hàng không mang. Và để chơi trưng bày thôi, chứ chỉ sưu tầm lịch sử. Tại vì sẽ có những người họ thích mua những cái đôi giày cũ không để làm gì, để trưng bày thôi. Mua từ năm 1985 giờ cũng mua mà, thì mặc gì mà không bán. Vô. Anh khách đó tên gì quên mất tiêu rồi ta. Từ quên mất tên. Nhưng mà thôi cảm ơn anh đã đem tới những cái kỷ niệm ngày xưa buồn về. Cảm ơn anh vì đã giữ gìn mấy cái đôi dài từ 2008, 2009 tới bây giờ rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Chào bạn, anh thích nói rồi.